Hôm dưới bay quá, được gà bự dữ vậy. Thôi nha. Kem sức mỏ. Ngon không? Sáng ngon. Đây nè, đi đâu xa xa. Một cái món đùi gà luộc ớt chấm ớt siêu cay. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Mình là Triệu Duy Tú nè. Ok các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm đùi gà luộc chấm với muối ớt siêu cay. Tiếc là mình quên mua chanh với hạnh nè các bạn ơi. Mà không sao, họ mình sẽ mua nước đá sau, còn chanh với hạnh thì thiếu. Nhưng mà họ mình sẽ ra một cái nước chấm quyền họ giống như từ trước tới giờ thôi. Các bạn yên tâm nha. Bọc đùi gà có 8 cái, tổng cộng mình mua là 76.000 với lại 5.000 ớt nữa nè. Đó, rất là nhiều ớt để mình làm một cái chén muối ớt siêu cay. Ở đây mình đã chuẩn bị một cái nồi đất các bạn ơi. Thì cái nồi đất này mình sẽ đâm muối ớt ở trong đây nè. Muối thì mình đã để trong cái chén với lại đường. Mình chuẩn bị cây dao để mà khứa cái đùi ra cho nó thấm với lại là nó mau chín hơn. Nồi để mà hồi luộc đùi gà các bạn ơi. Ok, cả mọi thứ ở trên bàn mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Và nếu như các bạn đã thích cái video này hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đi đốt lửa rồi luộc đùi gà chấm với muối ớt siêu cay. Đây là cái lò quyền hợi của mình các bạn ơi. Thì ở đây nó có ba cái ông táo nè, hồi mình sẽ đốt ở trên đây. Nhưng mà cái lò này nó to quá, còn cái nồi của mình thì nó nhỏ quá, đúng không chị Cương? Dạ đúng. Mình lấy nước ở trong đây nè các bạn ơi, nhưng mà không biết là có nước hay là không nữa, tại vì á ở đây nó cúp nước trơn rồi. Cúp nước hết trơn chị ơi. Rồi luôn, khục xuống dứ luôn rồi. Trời ơi, vãi chưởng. Mình phải dời cái lò này lại. Nó không có vừa với cái nồi các bạn ơi. Nó to vãi cả chưởng luôn. Cái này thì nấu nước mắm. Ok, bây giờ đốt thêm các bạn ơi. Ok các bạn ơi, cuối cùng á, lửa nó cũng đã cháy lên rồi. Hồi á, mình sẽ đợi cho nó giảm khói lại. Bây giờ rất là nhiều khói luôn. Thì nó sẽ hơi khói các bạn ơi. Chị Tú ơi, để đùi gà vô cái nồi đi. Để đi chị ơi, em đói quá. Để vô đi, sáng chưa ăn. Gà bự quá ha chị Tú. Ừ. Là 8 cái đùi gà nè các bạn, để vô. Đó. Luộc chấm với ớt siêu cay. Ôi ôi. Nó ngon vãi cả chưởng. Mình rửa hết rồi. Đó. Tên, đây là ớt nè, mình đã mua rất là nhiều ớt để mà đâm với ớt siêu cay. Mình sẽ luộc ớt và chấm với ớt siêu cay luôn các bạn. Rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ luộc nguyên trái. Nguyên trái cho nó hấp dẫn các bạn ơi. Để nguyên cuốn luôn. Nè. Ôi, đây là trái dừa khô nè các bạn ơi. Nhiều vải trưởng luôn, cái này mà đốt một cái ha. Hàng nhóc luôn nè, đó, rất là to luôn. Ôi ôi. Ở bên đây rất là nhiều luôn nè. Cuối cùng mình đã lấy được mấy cái hàng của mấy cái trái dừa khô nè. Trái này dừa non nó rụng các bạn ơi. Người ta chưa già nữa mà kiểu như là nó rụng xuống luôn rồi. Ở bên đây nó đâu có nước, có cái gì đâu. Rất là chát luôn á. Nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Phải hôm nay còn Tết thì lấy dừa này để mà chưng, nhưng mà hôm nay hết Tết luôn rồi. Có nước đá rồi nè, để uống nước thôi, không hơi là cay lắm luôn á. Nước đá nè các bạn ơi. Để vô cái phích này. Rồi để nước cho uống. Hi hi. Hết rồi. Hai chai uống chưa đã chị ơi? Hai chai nè. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Hết rồi. Mình sẽ để muối với đường vô để mà đâm muối ớt nè. Đó, mình đã chuẩn bị khá là nhiều luôn. Ở dưới là đường, ở trên là một cái lớp muối á. Thì ăn nó mới ngon. Thiệt luôn hả? Cái what the fuck? Vãi luôn rồi kìa. Trời ơi, vãi cái chữ. Đâm sao mà hủng hết lỗ luôn rồi ông nội. Trời ơi, chị Cương ơi. Cô để mà đâm. Đằng này cái tô đổ nữa, vãi nó đi ông nội ơi. Trời ơi, chị Cương này nghe lủng hết lỗ rồi nè. À,
rồi đưa cái con mắt vô. Ok các bạn ơi, rút kinh nghiệm nó không có đâm nữa, bây giờ mình sẽ đâm má nữa. Báo không à? Bể bà tô rồi. Bể cái nồi ông ơi. Ok các bạn ơi, không có chanh á, mấy đứa đời này, mấy đứa này là nó đòi đi ăn cắp chanh nè ông nội ơi. Nhưng mà mình cũng không biết, không có chanh nó đâu có ngon, mình quên. Hồi sớm kêu gì tôi đi mua giùm nhưng mà quên, quên kêu bác mua chanh này, nên không có chanh luôn. Hai cái đùi rồi các bạn ơi, chảy nước miếng luôn rồi. Ba cái đùi, trời ơi. Bạn ơi, bây giờ tới mình để lên cái lá chuối này còn hình như là cỡ 5 cái nữa nè. Đó, nhìn ngon ghê chưa, dẫn ghê chưa. Ôi đùi gà luộc ớt chấm ớt siêu cay. Đó, lúc mình để ra còn ở dưới đây hai cái nữa. Ôi ngon ghê chưa. Có ớt nữa các bạn. Có rất là nhiều ớt luôn. Hồi nãy mình luộc ớt các bạn ơi. Ớt này còn bự hơn ớt sừng bò nữa. Sừng bò là gì quay chị nè. Ớt chị Tú ơi, em mới đi xin của người ta về đó. Đúng rồi, chanh này nó mới xin của người ta về các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ sắc ra. Cái chanh này sắc đi gan là người ta bán bún chứ. Nè, nước, rất là nhiều nước luôn. Tủ lạnh nó rất là ngọt luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ nặn vô cái tô nước ớt. Trong tủ lạnh rất là lạnh chứ không phải là chanh nó ngọt nha. Để vô đây nè. Ui, đóng nữa, bốn trái lên. Hèm quá chị Tú ơi. Giờ mình sẽ trộn muối ớt lên. Đó. Hồi nãy nó đi xin các bạn không thôi là chả có luôn á. Các bạn nhìn thấy ngon ghê chưa. Má ơi, mình ăn như thế nào, vừa ớt, vừa có ớt, vừa có trái luôn. Wow, trái ớt. Sau đó mình sẽ uống nước trước. Trước khi ăn mình sẽ uống nước. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tiến hành ăn 10 cái đùi gà này nha. Chắc là ngon lắm đây. Thấy chị không? Đẹp đẹp nha. Rồi, nè một cái đùi này nè. Ok, bây giờ mình sẽ chấm vô đây. Đó. Mời các bạn nha. Ngon không muốn nói lên lời luôn. Nhẹn thôi. Vàng lắm. Đùi gà này chắc ăn chấm quá đi. Ngon dữ lắm luôn á. Món này cay. Đùi gà luộc ớt chấm ớt siêu cay thì còn gì nấu nữa. Chấm nước vô. Uống nước. Để em uống nước rồi em mới ăn. Rồi uống đi. Khôn dưới bay quá, đùi gà bự dưới đi. Càng nha. Ngon cưng. Gà nó mọng nước nó ngon các bạn ơi. Gà mọng nước mà mọng nước sao cưng. Ngon lắm các bạn ơi. Gà bạn nào mà có gà ha, mặn thịt nó ăn liền đi các bạn ơi. Mặn thịt. Cho bạn mình ăn với nha các bạn. Cho tôi ăn với nha. Dạ rồi, ăn hoài. Ngon. Cái này cay chua chua đã lắm mọi người. Cay dở quá. Ngon lắm các bạn ơi. À, bạn nào có gà mà thịt liền nha. Như bạn có nói gì nãy đó. Thằng Tài với ông nó điện hôm nay được cúng gà. Ngon quá. Chỉ kêu bạn uống đó, chứ phải chấm nè.
Ok. Kem sức mỏ. Ngon không? Sáng hôm nay nè, đi đâu xa xa. Cái này nghe là không có cái tệt nào ngon bằng. Tự thôi. Mình ít có ăn đùi gà lắm các bạn. Mình chỉ ăn rau câu thôi. Nhưng mà hôm nay ăn đùi gà sẽ thấy ngon quá. Chị ơi em no quá, giờ chỉ còn da với xương. Nó cũng cay quá luôn. Có thiệt chứ. Nè nhìn nè các bạn thấy không? Nè nó ăn nhiêu nè ông nội ơi. Còn tôi có ăn gì đâu, nó giỡn thôi. Chứ bây giờ kết thúc clip các bạn ơi. Nè nãy giờ ăn rất là ngon luôn. Chấm với cái tô mua ớt này của mình. Cay không cưng? Cay. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình nha. Và nếu như các bạn nào thích cái video này, hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thật sự là mình làm ra rất là ngon luôn. Ăn hết trơn rồi các bạn ơi. Xin chào các bạn. Bye bye, bye. Hẹn các bạn trong những cái video tiếp theo. Bye bye. Bye bye đi. Bye.